Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health. Hôm nay mình có một món chay cũng rất là tốt cho sức khỏe luôn các bạn, mà ăn cũng ngon miệng nữa. Có bạn nhờ My chia sẻ là mình tránh ăn đậu hũ mà muốn ăn chay cho nhiều thì mình phải làm sao, thì cái món này là My làm không có đậu hũ để cho bạn nào tránh được đậu hũ mà mình ăn thì cũng cảm thấy ngon miệng các bạn ha. Và hôm nay thì My làm cái chả cá chiên này là có hai cách luôn. Một cách đó là mình đem đi hấp và một cách là mình đem đi chiên lên, thì mới thấy cái nào ăn cũng rất là ngon. Mà hoặc là mình đem hấp xong rồi mình đổi ý, mình thấy ồ hấp mình không thích quá thì mình cũng có thể cắt mỏng mỏng rồi mình đem đi chiên sơ lên thì cũng được nữa các bạn. Nói chung rất là dễ ăn mà cái món này thì rất là healthy luôn. Những cái thành phần mình làm trong đây có rất là nhiều đạm cần thiết cho cơ thể của mình, thì My mời các bạn cùng xem ha. Các bạn cũng đừng có quên ủng hộ My làm video nha, nhấn like giùm My, và bạn nào chưa nhấn nút đăng ký subscribe thì mình nhấn vào luôn ha. My cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thường là My có là một hộp nấm. Nấm này là 8 ounce và chút ít hành hoặc là bơ rô ha, và củ cải muối khoảng nửa chén củ cải muối, và bột bắp, oat meal, một hộp đậu đỏ loại mà organic kidney bean và một hộp organic chickpea. Thì hai cái này các bạn có thể là một thứ thôi cũng được nữa các bạn. Và lá rong biển để cho nó có mùi biển. Các bạn có thể thay cái lá rong biển cuốn sushi này bằng các loại rong biển nhỏ cũng được. Rong biển nào cũng được các bạn nha. Cái đậu này My đã rửa sạch, ráo nước rồi. Mình để vô cái rổ ha. Các bạn nhìn, My cho các bạn xem cái dinh dưỡng của nó. Thì một lon đậu này với một lon đậu này, thì các bạn nhìn là một lon vậy là 3 phần rưỡi ăn, mà khi mà một lần mình ăn là được 6 gram thì 3 lần rưỡi cộng với cái này là cũng là 3 lần rưỡi ăn cho một cái lon này, thì là mỗi lần ăn là được cái này được 7 gram. Thì thường 6 gram là khoảng một cái trứng, nhưng 7 gram thì là một cái trứng lớn, thì hai hộp này cộng lại là 7 phần ăn tất cả là bằng 7 cái trứng á. Đậu của mình làm hôm nay là dinh dưỡng bằng 7 cái trứng á các bạn. Thì mình thấy cái lượng protein, lượng đạm như vậy thì mình cũng không có sợ là bị không có lượng dinh dưỡng ha các bạn ha. Đó là mình chưa tính tới nấm với oat meal rồi những cái loại khác nữa, cho nên cái lượng đạm của mình cũng nhiều lắm. Để vào cái máy food processor này mình xay nha. Củ cải muối này mình đã rửa sạch với nước ấm á các bạn. Mình rửa cho sạch. Mình ngâm với nước nóng á các bạn, là mình rửa nó sẽ rất là mau để nó không có còn mặn nữa. Mình xay cái củ cải muối trước là tại vì nó cứng á, cho nên mình sợ nó bị sợi sợi nhiều á. Rồi, mình để cái nấm vào luôn. Oat meal vào nha. Một, cái này là muỗng canh nè các bạn, muỗng tablespoon á. 2 3 4 5 6. Mình cho khoảng 6 muỗng tablespoon. Cái này là bột bắp thì muỗng vuông nha. Mình cho khoảng 3 muỗng canh bột bắp. Muỗng vuông nha các bạn, 3 muỗng canh bột bắp vuông á. Thì muỗng vuông như vậy thì bằng cái muỗng canh của mình ăn vuông á. Rồi mới cho gia vị vào đây luôn nha. Bedadine bouillon là mình cho khoảng 1 muỗng canh nha. Khoảng 2 muỗng canh vào hào á các bạn. Nửa muỗng cà phê bột nghệ. Nửa muỗng đường nâu. Và khoảng 1 muỗng cà phê tiêu. Cái này là 3 miếng rong biển
mà loại ăn cuốn sushi đó các bạn, thì mi cắt ra nhỏ nhỏ để vô cho nó gọn. Các bạn muốn nướng lên cũng được nữa, nướng lên thì cái mùi thơm nó nhiều hơn nữa ha. Mi cho hết cái đậu này vào luôn nha. Rồi mình cho nó đều là được rồi các bạn. Nếu mà các bạn thích nó nhuyễn nhiều thì mình làm cho nó nhuyễn nhiều, nhưng mà tôi thấy cái này nhuyễn nhiều quá ăn cũng không ngon, cho nó hơi lợn cợn chút xíu á, mình ăn nó ngon hơn. Rồi, được rồi đó. Lúc này các bạn có nêm lại cũng được, theo khẩu vị nhà mình các bạn ha. Cái chảo nó nóng rồi, mới cho dầu vào nha các bạn. Các bạn coi video của My ở bên Facebook, bạn hỏi My ra xài dầu nào thì là cái dầu avocado oil. Nếu các bạn ăn ít dầu thì mình cũng có thể đem nướng. My cho chút xíu vào đây luôn để cho mình múc cái miếng lên nó không có bị dính á. Mình múc thì tùy theo mình thích, mình thấy múc cỡ nào mình vừa đó. Nè, mình dứt cỡ cục này mình để vô. Rồi mới đè cho nó hơi, lấy cái này cho nó không có dính cái muỗng, cho nó hơi dẹp dẹp ra ha. Rồi mình thấy nó hơi vàng thì mình lại qua nha các bạn. Lúc này là mới để lửa vừa thôi đó, không có để lửa mạnh. Mình đè cho nó hơi mạnh mạnh tay chút nha các bạn. Sau khi mà mình để lửa vừa vừa xong rồi mới dặn hơi nhỏ một chút, mình cứ để riu riu cho nó vàng đó các bạn, là cũng khoảng 15 phút. Thì bây giờ mình lấy ra, lúc này á thì nó còn nóng á, nó chưa có cứng đâu, nó hơi mềm. Mình gõ vô đây thì mình thấy nó cũng hơi cứng cứng, nhưng mà mình đụng á là nó còn bị dễ bị méo mó á, là tất nhiên là nó còn mềm á. Cho nó nguội lại. Cái này còn lại phần nữa nè, mình để vào mình hấp nha. Mới bỏ vào đây một chút ít dầu màu điều cho cái màu nó đẹp đẹp một chút vậy thôi. Rồi xong rồi mình để lên mình hấp ha các bạn. Nước này nó sôi rồi đó, mới để vô mình đậy nắp lại luôn ha. Sau khi mà mình để cho nó hơi nguội rồi đó các bạn, thì bây giờ mình cầm lên được rồi nè, nó không có bị rớt giống như hồi nãy đó. Thì bây giờ nè mình xé nó ra nha, nhìn thấy cũng được lắm. Quá béo, rất là ngon. Rồi món chả của mình xong rồi các bạn, rất là ngon luôn nè. Hấp xong rồi khoảng chừng 20 phút tới nửa tiếng xong rồi mới để nguội, rồi mình để vô tủ lạnh. Bây giờ mình đổ ra nha. Ăn hai miếng như vậy là cũng đủ dinh dưỡng rồi đó các bạn. Rồi có cơm nữa nè, nhìn đẹp chưa? Món chả của mình xong rồi. Mi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Mi chúc cho các bạn làm được ngon nha. Và người thân mình ăn ai cũng thích hết.
rất là bổ dưỡng, mà trong cái lúc mình ăn thì mình cảm thấy là có lòng từ bi của mình càng ngày càng lớn hơn các bạn ha. Món này rất là dễ ăn, hy vọng là các bạn cũng nhấn nút share rồi chia sẻ cùng bạn bè nha các bạn, hoặc chia sẻ lên trang nhà của mình để cho gieo duyên với nhiều người cùng ăn món chay của mình, vừa đơn giản tốt cho sức khỏe nữa. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn cũng đừng có quên nhấn like giùm My ha. Bạn nào muốn nhận video mới của My thêm nữa thì nhấn nút subscribe. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.